Chào mừng các bạn đã đến với kênh Dương Nguyễn Family. Hôm nay mình xin mời các bạn cùng với Dương Nguyễn Family đi tham quan chùa Phổ Quang nha các bạn. Chùa Phổ Quang ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong mùa Phật Đản Vesak 2019 năm nay thì chùa Phổ Quang Tân Bình cũng có tổ chức lễ hội ẩm thực chay và cũng có hội chợ để hội chợ là có mấy cái buôn bê giới thiệu mấy cái hàng vật phẩm trong dùng trong chùa trong Phật giáo đó các bạn. Thì hôm nay là chúng chủ nhật cho nên là gia đình mình đi tới tham quan, thứ nhất là lễ Phật, thứ hai nữa là mình cũng tham quan cái hội chợ luôn. Và đặc biệt là đầu tiên là mình từ ngoài cổng mình đi vô thì bên tay trái của mình nó sẽ là hội chợ ẩm thực chay. Thì trong này nó có rất là nhiều gian hàng các món ăn nha các bạn. Nếu mà các bạn nào mà chuyên ăn chay hoặc là chưa có dịp ăn chay thì các bạn nên tới đây để mà có dịp sẽ thưởng thức được rất là nhiều món ăn. Món ăn chay tại vì có rất là nhiều gian hàng, mỗi người mỗi món cho nên nó rất là đa dạng nha các bạn. Thì do là mình không có đi vô phía trong, đây là con mình đang ăn cái món này gọi là nghe tên nó hơi mặn mặn một chút, đó là gọi là món mực chiên giòn đó các bạn. Nó mực chiên giòn thì thực ra là nó nhìn nó giống thôi nhưng nó không phải là món mặn đâu. À, mình cái này mình cuốn ở trong đó nó có chả lụa chay, cuốn miếng rong biển cho nên nó có cái vị hơi tanh tanh. Và cái rau rau đó là chính là nấm kim châm đó các bạn, khi mình chiên lên thì nó giòn giòn, nhìn nó như cái rau con mực vậy đó. Thì mới đầu đi mình đi cũng sớm cho nên là hai này anh đói bụng, cho nên là phải cho hai anh ăn trước rồi mới đi được. Thì phía bên khi mà mình bước vào cổng chùa thì chúng ta đi thẳng vô trong chùa, mình chúng ta gửi xe luôn nha. Ở trong chùa có khuôn viên dành cho khách để Phật tử về để viếng chùa gửi xe, thì trong chùa gửi xe thì an toàn hơn nha các bạn. Thì khi mình bước vô chùa thì bên tay trái của mình nó sẽ là lễ hội ẩm thực, còn bên tay phải á thì sẽ là lễ hội, sẽ là khu gian hàng triển lãm. Ở đây cũng có rất là nhiều gian hàng, thì có cho quần áo, rồi mấy cái pháp khí, rồi mấy cái vòng đeo tay, sâu chuỗi, rồi tượng Phật, rồi đủ thứ hết các bạn. Kinh sách cũng có nữa, thực phẩm chay cũng có luôn. Thì các bạn nào nếu mình có nhu cầu hoặc là mình có quan tâm về những cái món đồ này thì các bạn hãy đến đây tham quan nha. Thứ nhất là để đến đây lễ Phật, dự lễ Phật Đản. Thứ hai là mình cũng có thể là tham quan thêm, đi tìm hiểu thêm về thực ẩm thực chay cũng như là những cái vật phẩm dùng trong chùa hoặc trong những cái đời sống Phật giáo hàng ngày bình thường. Cái chỗ đây là cái quầy trước mặt mình, đó là cái quầy bán quần áo pháp phục, cái gọi là pháp phục á. Thì cái này chủ yếu là dành cho Phật tử mặc thôi các bạn. Các bạn hay thấy mấy anh mấy chị đi chùa là hay mặc cái đồ đó. Còn đây là cái quầy cái gian này nó cũng lớn lắm các bạn, là chuyên về tượng Phật rồi các cái pháp khí rồi các bạn. Đẹp lắm, rất rất là đẹp luôn. Tượng Phật ở đây rất là đẹp luôn. Nước men mình rất là bóng, màu rất là tươi, rất là sáng luôn. Mình đứng ở cái gian này rất rất là lâu luôn, ngắm tượng nào cũng rất là đẹp. Mà mình phải công nhận là cái người thợ mà làm tạc những cái tượng này rất rất là khéo tay luôn á. Thì phía trong đối diện với lại cái gian tựa trưng bày đồ thờ cúng với lại tượng Phật này thì sẽ là cái phòng triển lãm tranh nha các bạn. Thì cái phòng triển lãm tranh thì nó sẽ được trưng ở trong nhà kín đáo hơn, tại vì sợ tại mùa này là hay có mưa á, cho nên là sợ mưa sẽ ướt tranh. Các bạn nào mà quan tâm tới hội họa thì mình nên ghé thăm nha, ghé thăm triển lãm tranh. Bộ này là Tam Thế Phật đó các bạn, chính giữa là Phật Di Đà, bên tay phải của Phật là Thế Chí, bên tay trái là Quan Âm. Đây cũng là Tam Thế Phật luôn nhưng mà một cái dạng khác, đây là cái kiểu ngồi. Còn cái kiểu hồi nãy ba tượng đứng trước là kiểu đứng, đây là kiểu ngồi cũng là Tam Thế Phật luôn.
chính giữa là Phật A Di Đà nha các bạn. Cái màu men này rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Ngoài ra còn có những cái bức tranh mà điêu khắc á, cũng đẹp lắm các bạn. Rồi đèn trang trí ở trên bàn Phật, rồi ở đây nó có bộ tre rồi nữa. Còn ở trong này là nãy mình nói với các bạn đó là phòng tranh đó bạn, chủ đề là đóa sen thiên. Do là trong phòng tranh thì nó cũng có một số cái vấn đề về tác quyền, cho nên mình cũng không tiện quay chi tiết từng bức tranh, mình chỉ quay sơ sơ thôi. Thì các bạn nào mà quan tâm tới hội họa thì các bạn nên tới trực tiếp để các bạn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của những cái tác phẩm này nhé. Mình có thể ngắm nhìn chi tiết luôn. Do mình quay thì mình chỉ quay sơ thôi, mình không thể nào mà quay chi tiết từng bức ảnh được. Chùa Phổ Quang thì rất là rộng các bạn. Mỗi lần mình thấy mỗi lần tổ chức hội chợ hoặc hội chợ triển lãm thì phòng tranh thường được tổ chức ở trong này. Thì phù hợp để mình treo tranh để mà triển lãm các bạn. À, giới thiệu với các bạn nha, đây là cái gì đố các bạn biết luôn á. Đây là lần đầu tiên mình thấy luôn. Lúc đầu mình tưởng đâu là chỉ là để trang trí cho nó đẹp thôi, nhưng mà thực ra nó không phải là đồ trang trí đâu các bạn, nó cũng là một cái dạng pháp khí. Cái này gọi là chuông ngũ âm đó, một Phật đi đúng rồi. Cái anh kia giới thiệu đây là chuông ngũ âm, nó có hai cái dùi đó, nó giống như là cái trống đó các bạn, nhưng mà cái âm thanh nó nghe rất là trong, rất là lạ luôn. Lần đầu tiên mình thấy chuông ngũ âm. Mình cũng có lên mạng, mình cũng có về nhà mình lên mạng mình search, nhưng mà không có ra, không có bất cứ thông tin gì về chuông ngũ âm hết. Thì mình cũng có search tiếng Trung thử, nhưng mà mình qua Google tìm tiếng Trung mình search thử, nhưng mà nó cũng không có thấy luôn, không thấy bất cứ cái tin gì luôn. Đó, cái âm thanh thôi đó, nghe rất là lạ luôn. Ở trên này á, có chỉ số cho mình đánh hả? Các bạn có nghe không? Ở trên này nó có đánh số đó các bạn. Đó, đánh số. Thì bên cạnh sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn cho mình đánh nha. Còn đây là cái chỗ để cho mình tắm Phật. Thì mùa Phật đản thì đây là cái tượng Minh Đức Bổn Sư lúc đản sanh, thì có 9 con rồng phun nước. Đó, thì chúng ta sẽ tắm Phật. Nếu bạn nào muốn dự ngày lễ tắm Phật thì mình có thể tới đây. Thường tới ngày lễ thì sẽ tổ chức trang trọng hơn. Còn bên đây thì là mình đi sớm á, thì ra là đây thì ít người, cho nên là mình có thể dự lễ tắm Phật. Thì rồi, xong. Đến tới ngày lễ nha. Năm nay ngày lễ là chúng ngày thứ bảy chủ nhật, cho nên là mình nghĩ là sẽ rất là đông đó các bạn. Thì nếu mà các bạn đi thì các bạn nên đi sớm một chút thì đỡ hơn. Còn đây là một cái quầy ở bên khu ẩm thực các bạn, nhưng mà không biết sao là cái quầy này là bán cũng chuyên về tranh tượng Phật rồi mỹ phẩm nữa. Thì cái quầy này là của cô Thoại Mỹ các bạn, cô Thoại Mỹ trong Đoàn Nghệ Sĩ Cải Lương các bạn. Bây giờ là mình sẽ đi lên trên chánh điện nha, đi chánh điện. Thì chánh điện ở dưới cũng có, trên lầu cũng có luôn, rất là rộng. Thì hôm nay là mình sẽ đi lên trên chánh điện phía trên lầu. Do là trời mới mưa cho nên là nó rất còn ướt, cho nên nước đọng rất là nhiều. Cái sân ở trước chánh điện rất là rộng và được bố trí rất là nhiều cây cảnh luôn. Nhìn cái không gian nó rất là thoáng và rất là xanh. Nói chung là cho mình cái cảm giác nói chung là tươi mát, mát mẻ, rất là dễ chịu. Đây là cái lễ đài Phật trang trí lúc Phật đản sanh. Thì ở phía trước chánh điện chỉ là một cái lễ đài nhỏ nhỏ thôi các bạn, trang trí rất là nhiều hoa luôn. Chánh điện thì ở phía bên trong. Chú Bi, con lại Phật lại thôi đi nghe, chứ không có vô đó mà dẫn hay con. Em đi vô lại Phật đi con. Em đi vô lại Phật đi, được đi ra nè. Hai đứa ở dưới đây lại được rồi. Rồi hai đứa ở đây lại đi. Đây là phía trong chánh điện nha các bạn. Lại Phật đi ra nè. Lại Phật đi. Chú Bi, con mới dẫn. Bên trong chánh điện thì cũng không có trang trí gì nhiều. Trước mặt thì vừa chỉ là tượng Đức Bổn Sư,
Rồi và phía trước thì là cái khuôn viên chánh điện thì rất là rộng để cho Phật tử có thể là lễ Phật những ngày lễ đông á, thì mình có đủ chỗ để mà mình lễ Phật. Thường thì nhờ chùa này, chùa Phổ Quang cũng là một cái chùa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là thường là những ngày rằm lớn hoặc là những ngày lễ lớn á, thì lượng Phật tử đổ về đây rất là đông, cho nên chánh điện thì có ở dưới cũng có, ở trên cũng có, cho nên là nói chung là để đáp ứng cái nhu cầu lễ Phật của Phật tử và cái nhu cầu tham quan của Phật tử. Đây là tượng Đức Bổn Sư. Bổn Sư. Ngày xưa thì mình ở Nha Trang thì mình có đi tham gia gia đình Phật tử các bạn, cho nên là thường là những cái ngày này là mình cũng bận rộn lắm. Lúc mà chưa có gia đình á thì ngày nào cũng ở bên chùa hết á, thường những ngày này ở bên chùa rất là bận luôn. Nào là làm lễ đài, rồi dọn dẹp, rồi lau chánh điện, lau cửa, lau tượng, rồi chưng trái cây, chưng bông, rồi dọn dẹp đủ thứ hết á các bạn. Nhưng mà cái công việc làm lễ đài á nó rất là nhiều thời gian và cần rất là nhiều người để làm, cho nên là chuẩn bị trước đó có khi cả tháng, chuẩn bị cái thi cả tháng á, làm tất bật luôn. Cho nên là nhằm khi mình tới chùa mình thấy chánh điện sạch sẽ, rồi bông hoa rồi á, mình thấy vậy chứ thực ra là mọi người làm rất là vất vả, rất là cực khổ á. Lau chánh điện này là cũng phải mấy người lau mới xong. Hồi đó là mình làm chuyên gia lau chánh điện rồi, tại vì ban làm ban ngày mấy thầy đồ cũng phụ làm nhiều thứ lắm, để bắt đầu với mấy cô mấy chị là bắt đầu mới lau chánh điện. Thường trước ngày lễ là buổi chiều tối là sẽ lau lại một lần nữa, để cho ngày hôm sau là Phật tử tới lễ Phật á thì những cái chánh điện cái nền nó sạch đó các bạn, thì mình nó không có bị dơ đồ của mình. Các bạn chỉ thấy sạch vậy thôi chứ lau cực lắm á, lau 2-3 nước mà 3-4 người lau lận, chứ không phải là trong khi mình tới chùa mình thấy sạch sẽ vậy đó, chứ mà mình không thấy mọi người làm. Hồi xưa là mình còn trẻ thì nói chung là cũng ăn dầm nằm về rảnh là qua chùa làm. Thì cũng là nhân mùa Phật Đản năm 2019, thì cũng hòa chung với không khí vui mừng của đất nước, thì gia đình Dương Nguyễn cũng xin chúc cho tất cả các bạn có được một mùa Phật Đản an lành, hạnh phúc, tất cả mọi người được sống trong bình an. Giống như là cái câu chú nguyện hàng ngày đó là nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Đến đây thì Dương Nguyễn Family xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Dương Nguyễn nha. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau, và chúc cho tất cả các bạn luôn luôn hạnh phúc, tươi vui, và quan trọng là có được sức khỏe để có được một cái cuộc sống an bình.